chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Cứ tưởng sau khi YG tung teaser MV Ice Cream thì Blink sẽ ngồi chơi xây nước chờ đến khi sản phẩm chính thức ra lò vào ngày 28 tháng 8. Thế nhưng ai ngờ, công ty lại đánh úp bằng loạt poster đếm ngược T1 của Blackpink khiến fan choáng váng vì nhan sắc của các cô gái. Trong khi Jennie, Jisoo và Rose mặc lại đồ cũ, kiểu tóc vẫn y nguyên, chỉ đổi mỗi cách tạo dáng, thì em út Blackpink thay trang phục mới, khoác lên mình chiếc áo lông sặc sỡ và sang chảnh. Nữ idol người Thái còn xuất hiện với mái tóc đen dài, kiểu tóc thứ ba của cô trong lần comeback này. Trong loạt ảnh teaser cá nhân và đoạn video nhá hàng MV, Lisa hết búi tóc như Nacha lại để tóc ngắn phẩy lai hồng. Nhìn tạo hình thay đổi xoành xoạch của nàng vũ công chính mà fan chẳng biết cuối cùng cô sẽ chốt phong cách nào. Chỉ sợ cô nàng đem đến một cú lừa giống mái tóc hồng tím của Jennie mà thôi. Với cách xả hàng đột xuất và bất thình lình như thế này của YG thì từ giờ đến lúc MV Ice Cream lên sóng, nhiều khả năng sẽ vẫn còn ảnh của Blackpink và Selena Gomez. Người hâm mộ cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa vì chưa biết được các cô nàng xinh đẹp sẽ đem tới bất ngờ gì hơn nữa. Cũng trong sáng nay, YG đã tung ra đoạn phim nhá hàng sản phẩm âm nhạc này với sự góp mặt của Blackpink và Selena Gomez. Không ngoài dự đoán, teaser MV Ice Cream ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn, thành đề tài bàn tán của cư dân mạng dù chỉ vỏn vẹn 17 giây. Ngay sau khi ra lò, fan đã thắc mắc vì màu tóc của Jennie quay về sắc đen truyền thống, mái tóc tím hồng hóa ra là một cú lừa. Thế nhưng tranh cãi xung quanh nữ idol còn nằm ở từ Ice Cream vang lên cuối đoạn phim. Đúng một từ Ice Cream thôi mà người thì cho rằng đó là giọng của Jennie, người khẳng định rằng chắc chắn là Selena Gomez nói. Mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi có bài báo tiếng Hàn khẳng định rapper chính của Blackpink mới là người hô câu chốt bài. Tạo hình của Blackpink và Selena Gomez cũng làm cộng đồng mạng dậy sóng. Nữ ca sĩ người Mỹ nổi bần bật nhờ nhan sắc ngọt ngào và tràn đầy sức sống cùng thân hình bốc lửa. Nhìn Selena Gomez, chẳng ai nghĩ cô đã gần 30 tuổi. Ngay sau khi teaser MV Ice Cream lên sóng, từ khóa Selena đã lao vọt lên top 1 thịnh hành toàn thế giới. Netizen Hàn cho rằng các cô gái chẳng được trang điểm lồng lộn, trong đó có Rose là người nhạt nhòa nhất. Poster của cô nàng cũng lạc quẻ so với đồng đội. Đến teaser MV mà nữ ca sĩ cũng không có tạo hình bắt mắt như các chị em cùng nhóm. Dù thế nào thì cũng còn quá sớm để kết luận xem ai lấn lướt ai trong MV Ice Cream nếu chỉ dựa vào đoạn teaser ngắn ngủi này. Blackpink là chủ nhà nên chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội lên hình và khoe sắc hơn. Muốn biết MV thật sự ra sao, hãy đợi đến 11 giờ theo giờ Việt Nam ngày 28 tháng 8 nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.